Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 11 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố tiếp xúc các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của thành phố lấy ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15. Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân quận Lê Chân phát huy tối đa lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế của thành phố vào năm 2025. Hiệu quả mô hình trồng đậu tương rau, chuyển đổi từ liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm sang thuê lại ruộng, đầu tư máy móc thiết bị vật tư nông nghiệp và tự chủ tổ chức sản xuất. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Hôm nay, Quốc hội xem xét quyết định một số nội dung về công tác nhân sự bằng hệ thống biểu quyết điện tử, nghe tờ trình về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Thảo luận tại hội trường về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tiếp đó, trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về dự thảo nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017-2020, thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị tiếp xúc các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của thành phố lấy ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố về nội dung chương trình kỳ họp thứ 14, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bùi Đức Quang nhấn mạnh là kỳ họp thường lệ giữa năm. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 tới với nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến thông qua 24 nội dung và thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 cùng những đề án nghị quyết có ý nghĩa quan trọng vào sự phát triển của thành phố cũng như thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố bày tỏ vui mừng trước những thành tựu vượt bậc, nổi bật và toàn diện mà Hải Phòng đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh thành phố và cả nước cùng nỗ lực phòng chống dịch COVID-19. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và kịp thời, đến nay, Hải Phòng thực sự an toàn trước dịch, thành phố không có ca mắc COVID-19. Đây là thắng lợi kép của Hải Phòng khi vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì tốt tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chúng ta bước vào năm 2020. Trong một cái bối cảnh có thể nói là rất thuận lợi, có thể chưa năm nào mà các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của cả nước đã đạt vượt mức. Hải Phòng chúng ta cũng đạt vượt mức, nhưng mà ập đến một cái thì những khó khăn phức tạp diễn ra trong vòng đến bây giờ khoảng độ hơn 4 tháng, có thể từ khoảng giữa tháng 2. Thì cái dịch bệnh COVID-19 nó diễn ra quá nhanh mà chúng ta có thể không tưởng tượng được. Dưới sự lãnh đạo rất là sáng suốt, bình tĩnh của Đảng và Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ và Quốc hội, cho nên có thể nói là chúng ta đã khắc phục được cái dịch bệnh này một cách
thắng lợi to lớn. Và đến bây giờ thì Việt Nam chỉ có hơn 300 người thôi. Và không có người nào chết cả. Bây giờ chỉ còn hơn 20 người. Cho nên có thể nói là thế giới ca ngợi Việt Nam hết lời. Nguyên nhân chúng ta đạt được như vậy chính vì bản chất chế độ xã hội chúng ta. Chúng ta tự hào lắm chứ. Và có một hệ thống chính trị vững mạnh từ trung ương địa phương. Và với phương châm chống dịch như chống giặc, huy động sức mạnh của toàn cộng đồng, toàn dân. Vì cái việc này đối với đất nước thì cũng thế thôi, chúng ta thế thôi. Rất mới, chưa từng có kinh nghiệm. Nhưng chúng ta tổ chức việc chống dịch, có thể nói là rất hiệu quả. Một lúc chúng ta huy động một cái lực lượng rất ghê gớm, tới gần 3 vạn người, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia vào cái việc chống dịch. Và thành cho 4 tầng từ thành phố đến quận, huyện, đến phường, xã và sau đó đến thôn và tổ dân phố. Và cái sự sáng tạo chủ động của thành ủy, ủy ban, của hội đồng là chúng ta sớm có các chỉ thị, có các nghị quyết để thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về vấn đề chống dịch. Chúng ta điều chỉnh tất cả mọi thứ để tạo ra một nguồn kinh phí phục vụ chống dịch nhanh nhạy lắm, hoãn tất cả các cái hoạt động phục vụ kỷ niệm quốc khánh đại nước và các cái hoạt động lễ hội để dành kinh phí phục vụ cho cái này. Như thế phần đấy chúng ta làm quyết liệt và cũng mạnh dạn và đồng thời có hiệu quả lắm chứ. Cho nên tôi nói rồi, đây là một cái sự năng động sáng tạo nhanh nhạy, sự lãnh đạo của thành ủy, của thư vụ thành ủy và của hệ thống chính quyền và cả hệ thống chính trị xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta hết sức quan tâm đến công tác an sinh xã hội thì tôi thấy rất là yên tâm phấn khởi về cái vấn đề chống dịch. Thế còn về vấn đề kinh tế thì có thể nói thế này thôi, mặc dù khó khăn nhưng chúng ta vừa phải đảm bảo chống dịch thắng lợi và vừa phải đảm bảo giữ vững được tình hình ổn định kinh tế ở trên những mặt trận chủ yếu, những ngành chủ yếu chúng ta vẫn giữ được. Có thể chúng ta đạt được cái thắng lợi kép vừa chống dịch vừa sản xuất. Nếu mà nhìn trong cả nước thì mình cũng có thể đạt được 2 con số, tức là không phải thấp hơn ai đâu. Không phải chỉ có chú ý về cái việc chống dịch mà chúng ta hết sức chú ý về vấn đề giữ vững sản xuất, đưa nghị quyết 45 vào cuộc sống. Nhiều công trình, nhiều sự việc chúng ta tiếp tục duy trì được. Đấy như bây giờ câu chuyện nói nhá, nhiều công trình hạ tầng và đặc biệt hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch và dịch vụ. Đấy vừa rồi thì hàng loạt công trình khởi công, công trình thì khánh thành này, đặc biệt mấy cái khánh thành vừa rồi chúng tôi được đi dự đấy. Thì phải nói là trong điều kiện dịch bệnh như thế mà vẫn triển khai được là điều tốt chứ. Ví dụ khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đối chúng tôi bất ngờ đấy. Nhiều người thành phố bất ngờ. Thế nhưng mà trong thời gian mà chống dịch thì họ vẫn làm. Bởi vì cả một cái khoảng trường mênh mông thế người ta làm bảo không sợ, cứ làm. Thì muốn nói đây là việc chỉ đạo lãnh đạo của chúng ta như thế rõ ràng, sâu sát chứ, tạo điều kiện cho họ làm việc. Và vấn đề thực hiện cái cơ chế cả năm thì chúng tôi cho là chúng ta đạt kết quả rất tốt, rất mừng. Tăng cường kỷ cương thu chi sách, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Và các cụ trước đây đã có cái câu nói là chọn mặt gửi vàng. Người ta vào đâu người ta phải tính xem được không được. Chính là các đồng chí chúng ta làm cho người ta tin người ta vào. Nhưng người ta tin là nghị quyết ấy rất khoát là trung ương sẽ quan tâm lại vào. Cho nên người ta đầu tư lâu dài cho lại vào. Nhưng ông đầu tư vào cái cáp treo này đâu có phải ông chỉ đầu tư một vài tháng. Không làm suốt đời người ta chứ. Ta sống với mình chứ. Chúng ta rất mừng. Đáng mừng ở cái chỗ là các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội chúng ta đạt khá tốt. Mừng nữa là một số chỉ số cạnh tranh cấp thành phố, cấp tỉnh, tất cả các tầng lớp nhân dân, tất cả các nhà đầu tư đến Hải Phòng không phiền hà, không nhũng nhiễu. Tất cả những cái kết quả đấy có thể nói lên một vấn đề lớn là cái gì, là cán bộ đảng viên và nhân dân chúng ta nói chung ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, càng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của thành ủy, hội đồng dân và ủy ban dân và hệ thống chính trị. Và đây chính là một cái đà để chúng ta chuẩn bị cho 6 tháng cuối năm tốt hơn. Trong cả mấy năm vừa rồi và 6 tháng đầu năm, chúng ta cũng không phải là vỗ bụng khen hay, nhưng mà cái gì mình làm được ấy, nó đúng thì mình cũng phải nói. Cái sự chỉ đạo của thành ủy tôi cho là tôi đã để ý theo dõi, thế rồi rất kiên quyết, kịp thời, rất mạnh tay chi tiền đấy, dành tiền cho nó và cũng có thể nói là có những biện pháp. Dùng cái chữ gọi là kiên quyết nhưng thực tế là cũng rất nghiêm khắc đấy. Nhưng mà nếu không có những biện pháp nghiêm khắc như thế, thí dụ như việc cách ly chẳng hạn, đấy là mình làm kiên quyết lắm ấy. Tôi cho rằng là đó là cái sự đoàn kết và đồng thuận cao trong nội bộ đảng,
chính quyền và nhân dân Hải Phòng dân số chỉ bằng 1/5, chưa đến 1/5 của thành phố Hồ Chí Minh. Và cái tỷ lệ đường của km đường ấy, của thành phố Hải Phòng ấy, chưa bằng 1/10 của thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà thành phố Hải Phòng đã chi năm 2019 là 10.000 tỷ đồng cho giao thông. Chúng tôi thấy là có thể nói rằng dân người ta đánh giá cao cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí. Đặc biệt là vai trò của Ban Thường vụ Thành ủy và của các đồng chí lãnh đạo, bí thư, chủ tịch. Người ta ca ngợi đấy, không phải không đâu. Thế và người ta rất hoan nghênh các đồng chí. Và người ta chỉ có điều dân người ta nói này, các đồng chí đã làm tốt rồi, hãy làm tốt hơn nữa. Đã quyết liệt rồi, hãy quyết liệt hơn nữa để cho dân chúng tôi được nhờ. Thế thôi. Có những đồng chí lãnh đạo, những người cầm cờ để Hải Phòng sẽ liên tục phát triển, không bị đứt đoạn, thì chúng tôi cũng tự hào và phấn khởi. Và người ta nói này, cái người ấy mà dám làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì mong là người ta làm được nhiều việc có hiệu quả. Thống nhất cao với những nhận định và đánh giá của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh. Thay mặt cho Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí lãnh đạo thành phố, tôi xin trân trọng được cảm ơn toàn thể các bác, các đồng chí đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu và về dự cái hội nghị tiếp xúc cử tri với các bác lãnh đạo chủ chốt, nguyên lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Sau khi mà có dịch COVID-19 thì cũng chỉ trong vòng có 7 ngày đã tổ chức một kỳ họp Hội đồng Nhân dân, trong đó dành ra 1.000 tỷ cho cái nguồn lực chống dịch. Cái này cũng táo bạo, quyết liệt và lập tức ban hành được cơ chế chính sách để thực hiện cách ly. Nhờ có cái cơ chế chính sách này cho nên là khi bộ máy và hệ thống chính quyền triển khai cái nhiệm vụ phòng chống dịch rất chủ động, có cả cái hỗ trợ cho tổ công tác, hỗ trợ cho cái người bị cách ly, rồi hỗ trợ cho thầy thuốc, cho các lực lượng, thì có thể nói là trong vòng 6 tháng trời, 3 kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố được triển khai rất bài bản và đã góp cho cái tình hình phát triển kinh tế xã hội, rồi cái ổn định, rồi phòng chống dịch được. Một cái giai đoạn có 6 tháng thôi. Và với cái tinh thần như vậy thì các cấp, các ngành, rồi Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi các ban Hội đồng Nhân dân thành phố cũng quyết tâm rất là cao. Và kỳ họp thứ 3 này thì còn 1 tháng nữa, với cái mục tiêu là đánh giá lại 6 tháng. Thì trong này thì các bác, các ông chí tham gia rất là nhiều nội dung. Chúng ta rất là mừng là với Hải Phòng thì mỗi một cái bước phát triển trong cái giai đoạn vừa qua thì từ các bác nguyên là lãnh đạo thành phố cho tới toàn dân, toàn đảng là rất phấn khởi. Cái này không phải địa phương nào cũng có. Hôm nay các bác, các ông chí cũng đều chuyển những cái thông điệp là nhân dân rất phấn khởi với những cái kết quả mà thành phố đạt được. Trong lãnh đạo chỉ đạo, trong thường vụ, trong thành ủy, trong hội đồng nhân dân, thì chúng tôi cũng luôn khẳng định được đây là một cái quá trình trong mấy chục năm đổi mới của đảng ta. Thế rồi đây cũng là cái kế thừa, cái sự nghiệp, rồi cái quá trình phát triển. Nhưng cái quyết liệt trong 5 năm vừa qua cũng là một trong cái nhân tố rất quan trọng để tạo nên cái sự phát triển này. Và hôm nay các bác, các ông chí phát biểu thì cũng có cái động viên rất là kịp thời tới các ông chí thường vụ, các ông chí thành ủy, các ông chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cấp. Chúng tôi cho rằng những ý kiến của các bác, các ông chí cũng cực kỳ là trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, trước đảng bộ thành phố, góp ý vào đây. Tại hội nghị hôm nay tôi xin được báo cáo thêm
một số việc các bác nêu được quan tâm. Trước hết đây là cái nhà máy ô tô, có thể khẳng định là một cái công trình cực kỳ lớn, có ý nghĩa không chỉ với thành phố Hải Phòng mà có ý nghĩa rất quan trọng với nền kinh tế, với ngành ô tô Việt Nam, và có thể nói là tự hào của ngành công nghiệp Việt Nam chúng ta. Lần đầu tiên sản xuất được ô tô mà chất lượng thì rất là tốt. Việc đóng góp ngân sách thì trong cái năm 2019 và năm 2018, trong 2 năm VinFast đóng góp khoảng 12.000 tỷ rồi. Thế và trong năm kế hoạch của 2020 đấy, thì đóng góp của VinFast dự kiến là khoảng cả 6.000 tỷ năm nay đấy. Nếu như mà không có cái COVID-19 xảy ra thì VinFast không dừng lại, thì năm nay ngân sách của chúng ta rất là tốt. Thế nhưng mà do cái tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh như vậy thì tạm dừng, và đến cuối tháng 5 đầu tháng 6 đã tiếp tục sản xuất lại rồi. Và với cái hiệu quả của nhà máy ô tô thì chắc chắn là chúng ta đạt được yêu cầu. Nếu như đạt được công suất thiết kế khoảng 250.000 sản phẩm một năm, rất là tốt. Mà trên thực tế thì VinFast cũng đang triển khai các cái giải pháp để quảng bá thị trường quốc tế. Tinh thần chỉ đạo của thường vụ, rồi của lãnh đạo thành phố là tập trung tối đa tạo điều kiện nhất cho nhà đầu tư để làm sao mà họ đạt được cái công suất thiết kế. Và khi họ đạt được công suất thiết kế thì mình có được cái nguồn thu. Và hôm nay tôi cũng báo cáo các bác các đồng chí là ngay trong thảo luận của các cơ quan trung ương, các bộ ngành trung ương và hội nghị trung ương cũng đang rất kêu gọi và ủng hộ để trung ương đảng, quốc hội phải hỗ trợ để cho cái ngành ô tô này không chỉ là kinh tế nữa mà nó là một cái chuẩn bị để cho Việt Nam chúng ta có được những cái thương hiệu lớn như thế. Thế và cũng là để có những cái điều kiện chúng ta có được cái khoa học kỹ thuật rồi cái công nghệ hiện đại. Tới nay, cái doanh nghiệp mà đóng góp ngân sách lớn nhất hiện nay cho thành phố chính là Vingroup. Trong mấy năm vừa rồi, nếu mà tính tổng thể cả các cái lĩnh vực thì đóng góp đến khoảng gần 20.000 tỷ cho thành phố trong vòng khoảng 3 năm. Điểm thứ hai là các bác cũng quan tâm tới cái hệ thống cáp treo của chúng ta vừa mới khánh thành xong. Cáp treo là dài 21 cây số. Thế nhưng mà hiện nay đấy là mới làm được khoảng 3,9 cây số. Thì các bác cũng đã chứng kiến ra đây dự cái lễ khánh thành rồi. Thời gian đi là có 8 phút thôi. Thế còn trước đây mình đi phà là cũng phải mất 25-30 phút. Khi mà người ta đi từ ô tô xuống mà lên được cáp treo là cảm nhận tới sản phẩm du lịch rồi. Cái cảm giác là không còn có phải gọi là trên cái tuyến giao thông nữa. Đã cảm giác được ngắm cảnh rồi. Thì cái tổng thể của thành phố thì đã báo cáo các bác, các ông chí là cái cáp treo này sẽ làm nhiều giai đoạn. Nhưng mỗi một giai đoạn đều phải trình phê duyệt quy hoạch, chứ không phải mình tự quyết được. Cho nên là trong chỉ đạo đấy, thì cũng báo cáo với các bác, các ông chí là dứt khoát là phải qua quy hoạch mới cho anh làm. Chưa có quy hoạch thì chưa làm. Có lẽ là không có một cái đảo nào đẹp như Cát Bà. Vừa có vịnh Lan Hạ, vừa có rừng quốc gia, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái diện tích rất rộng, diện tích tới 33.000 hectare. Cho nên là bây giờ cái triển khai các công trình ở Cát Bà là phải rất căn cơ, thận trọng. Thì có thể nói là cái đảo Cát Bà của Hải Phòng chúng ta là cực kỳ đẹp, và chúng ta có được cái tổng thể chọn được nhà đầu tư tầm cỡ như thế. Nếu mà nói cáp treo thì nhất Sun Group rồi. Tất cả công trình cáp treo lớn nhất ở đất nước này đều do Sun Group làm cả. Và chúng ta nhìn vào cái khách du lịch đấy, cho nên hôm nay các bác công chí quan tâm đến du lịch là đúng đấy. Bởi vì là kinh tế mà phát triển mạnh mẽ lên đấy, thì du lịch phải chiếm cái vị trí đóng góp lớn nhất. Cho nên Hải Phòng thì cái trụ cột về cảng biển công nghiệp, bên cạnh đó là du lịch, dịch vụ. Thì hôm nay báo cáo với các ông chí thì trong cái lãnh đạo chỉ đạo thì có hai cái ý mà các cụ các bác rất là quan tâm, là cái du lịch sẽ phát triển thế nào, cái thứ hai cáp treo có làm tiếp hay không và như thế nào. Thì đây là một trong những cái đề án cực kỳ là lớn.
thành phố thì đang triển khai. Và chúng ta có thể khẳng định được rằng là cái du lịch trong giai đoạn tới đây của Hải Phòng sẽ đóng góp lớn hơn so với các lĩnh vực khác. Cái thứ hai là các bác thấy cái Đồ Sơn thì hiện nay đã có một doanh nghiệp đầu tư tới 480 hectare. Cái này thì săn lấp về cơ bản. Đồ Sơn sẽ là một địa điểm đến đẹp nhất. Thế thì cái 25.000 tỷ xong được của Glasico cùng với lại chỉnh trang một số cái bãi ở khu 1, khu 2 cho nó đẹp đẽ lại thôi. Thì cái Đồ Sơn sẽ là một trong cái nguồn mà chúng ta thu rất là tốt về du lịch. Khi mà chúng ta có Cát Bà, hệ thống cáp treo đầy đủ 21 cây số và nhiều khu vui chơi giải trí và chúng ta hoàn thiện được cái Đồ Sơn ấy, thì cái vị trí du lịch của chúng ta chắc chắn là hơn rất nhiều địa phương, kể cả là Quảng Ninh. Một cái thế mạnh thứ ba về du lịch của Hải Phòng đấy là một cái thành phố chúng ta có truyền thống, có lịch sử, có văn hóa. Cái này dày lắm, bác các ông chí thấy. Thế thì bây giờ Vĩnh Bảo là khu vực thờ cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, Dương Kinh là thờ Nhà Mạc, trung tâm thành phố là Nữ Tướng Lê Chân, Thủy Nguyên là Bạch Đằng Giang. Thì cái kết nối của hệ thống du lịch từ Cát Bà là cảng biển cho tới Đồ Sơn cho tới các cái tầng văn hóa này thì chúng tôi xác định là hôm nay ý kiến của các cụ các bác phát biểu rất là trọng tâm và đang là vấn đề mà lãnh đạo thành phố trăn trở và cũng là đang là vấn đề mà sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong cái thời gian tới đây. Hải Phòng thì không thể thiếu công nghiệp được. Công nghiệp vẫn là một trong cái trụ cột. Hải Phòng thì không thể thiếu cảng biển được, vì cảng biển của mình là nhất miền Bắc. Nhưng mà tới đây phải là phát triển du lịch thương mại dịch vụ vào cái mảng, cái lợi thế của thành phố chúng ta. Từ khu di tích Bạch Đằng cho tới bãi cọc, cho tới các đền thờ. Thế rồi kết nối từ cái khu Kiến Thụy vào khu Nhà Mạc, rồi kết nối từ cái khu của Nguyễn Bình Khiêm về các cái khu văn hóa của Cựu Điện. Những cái này mà chúng ta làm được đấy thì cái đóng góp của văn hóa, đóng góp của du lịch thương mại trên cơ sở nền tảng cái văn hóa, cái truyền thống, cái lịch sử này sẽ lớn hơn nhiều so với lại cảng biển. Thế nhưng mà cái đầu tư phải có tầm cỡ của các nhà đầu tư và phải có quy hoạch chặt chẽ, quy hoạch lớn. Quan tâm tới chương trình kỳ họp thứ 14 sắp tới, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cơ bản nhất trí với nội dung của kỳ họp, đồng thời góp ý liên quan đến một số lĩnh vực. Tôi tin tưởng là với những cái kết quả và thắng lợi của cái 6 tháng đầu năm, đặc biệt là những cái kết quả thắng lợi to lớn trong cái chống virus Covid và cái vấn đề kinh tế xã hội, với cái sự quyết tâm của Đảng bộ và đặc biệt là các đồng chí trong thường vụ, trong thành ủy và đồng chí bí thư, tôi tin rằng là nhất định cái 6 tháng cuối năm chúng ta sẽ quyết tâm phấn đấu đạt bằng được những cái lời hứa của chúng ta với Thủ tướng. Nếu như chúng ta làm tốt, quyết tâm, đoàn kết thì làm được. Còn về ba cái đề án về cái đặt tên công viên, cầu và đường, nhưng mà tôi nhớ công viên mà đặt tên danh nhân ấy, thì cố gắng nó có tượng người tốt. Về vấn đề con người là cực kỳ quan trọng. Dù anh làm công trình hạ tầng đến đâu, nhưng mà con người mà không nhận thức tốt mà, thì vẫn vi phạm đấy. Xin thưa các chị, cho nên phải giáo dục xây dựng con người, văn hóa giao thông thì mới góp phần vào chống ùn tắc được. Đồng thời phải tăng cường kỷ cương phép nước. Còn tất nhiên tạo cơ sở hạ tầng thoáng mát thì chúng ta cố gắng cơ đảm. Nhưng mà xin thưa các ông chí đấy, là khả năng tài chính thế nào? Không thấy các ông chí nói. Mở đường này, mở đường kia, vân vân và vân vân. Nhiều lắm. Thế thì khả năng tài chính sao? Thế còn các cái nút giao thông thì vân vân quá đẹp rồi. Nam Cổ Bính thì tuyệt vời. Người ta bảo đi nhiều nơi không có đâu. Đến Hải Phòng thôi. Thế nhưng mà còn nhiều vấn đề khác đấy. Thì khả năng tài chính thì xin đề nghị các ông chí lưu ý thôi. Thế còn về vấn đề điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đấy,
thì tôi thấy là cũng rất hoan nghênh. Là vì thế này thôi, đúng như câu chưa nói là theo các nghị định của chính phủ đó, cái tình hình phát triển đô thị, phát triển thành phố tất cả trên lĩnh vực đó, mà Hải Phòng người ta nói là như các ông chí trong văn bản nói rất nhanh trong vòng 10 năm qua, từ năm 2009 đến bây giờ thôi, mà thậm chí vượt cả cái kế hoạch như vậy. Mà nếu không điều chỉnh thì sao nó phát động tốc độ không thể phát triển được. Cho nên phải làm khẩn trương, phải làm tốt. 6 tháng cuối năm còn lại thì cần phải động viên tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hết sức cố gắng quyết liệt để thực hiện cho bằng được cái lời hứa này. Nếu như năm 2020 này mà chúng ta giữ được lời hứa ấy, tức là chúng ta không hạ kế hoạch mà chúng ta thực hiện được kế hoạch, thì tôi cho đó là một thắng lợi lớn. Bởi vì cái kế hoạch năm 2020, tôi không nói kế hoạch trung ương giao, mà tôi nói kế hoạch hội đồng nhân dân giao cơ, mới kế hoạch cái lợi cao lắm đấy. Mà trong hoàn cảnh hiện nay làm được như thế, thực hiện được là điều rất tốt. Rất mong là đồng chí Bí Thư, đồng chí Chủ tịch và các đồng chí cố gắng cho để thực hiện được cái điều này. Thì nhân dân là người ta rất mừng rỡ đấy. Tôi thấy cái đề án về đổi tên đường phố, có thể nói tôi nghĩ đây là một cái đề án mà tôi đọc tôi thấy ưng ý nhất. Việc chọn các danh nhân cận đại như là ông Bùi Viện hay là Nguyễn Trường Tộ, hoặc là những danh nhân hiện đại như là cụ Đỗ Mười, cụ Tố Hữu, vân vân, cụ Nguyễn Văn Linh, thì có thể nói rất xác đáng, rất xác đáng, rất xứng đáng, rất hợp với lòng dân. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng các đồng chí cần phải cố gắng hơn nữa, cố gắng vì cái việc này một năm hội đồng họp có 2 kỳ thôi, mà chúng ta còn có rất nhiều đường phố, các công trình công cộng chưa có tên, hoặc là không biết có đặt tên không thì tôi không biết, mà tôi cũng chưa biết là gọi là cái gì. Rất mong các vị lưu ý cho cái chỗ này. Các đồng chí đã có những cái tiền đề rồi, làm thế nào mà để nhà nước và dân dân cùng làm, thực hiện đồng bộ toàn diện đổi mới thiết bị công nghệ theo hướng tiên tiến hiện đại. Nếu như chúng ta không tập trung vào việc này, không đẩy cái đổi mới thiết bị công nghệ thì là chúng ta sẽ không cạnh tranh được. Có một cái việc thì tôi muốn đề xuất với các đồng chí. Thế còn đường Phạm Đồng vai trò vị trí cũ lắm, tìm con đường mới. Nhưng mà cái này con đường duy nhất cả nước. Nhưng ở thời kỳ mới, tôi rất mong muốn là chúng ta đặt lại tên, và cái tên này cả nước người ta biết đến, để chúng ta phát triển cái du lịch. Trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đối với sự phát triển của thành phố. Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố khẳng định. Những ý kiến các bác, các đồng chí tham gia cũng đang là cái mà tập thể lãnh đạo thành phố đang chăn trở. Các bác có quan tâm là cái Hiêm Lam chúng ta khởi công rồi. Nên các bác có nói, báo cáo các bác là khi mà chúng ta triển khai cái này thì nó vấp vào cái quy hoạch. Bắt đầu triển khai thì vấp vào quy hoạch. Mà quy hoạch cái này là phải Thủ tướng phê duyệt, là liên quan đến quy hoạch chung. Thế cái dịp này là thành phố đang đẩy mạnh cái quy hoạch chung, thì nhà đầu tư này rất là mạnh. Thế nhưng mà cái thủ tục mà chưa có quy hoạch chung thì ban cán sự đảng thành phố cũng chưa có triển khai quyết liệt được. Thì nó cũng vướng là vì cái điều chỉnh quy hoạch trong cái phạm vi mà cái quy hoạch chi tiết thì có thể thẩm quyền của thành phố, cái quy hoạch chung thì chúng ta lại chưa đề cập vào. Một cái điểm cuối cùng ấy là các bác quan tâm tới cái vừa rồi thì báo chí thì có 2 cái nội dung. Cái thứ nhất đây là cái ý kiến các bác nói bây giờ mình làm rất là tốt, những cái chủ trương của thành ủy, của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố đều triển khai rất là chặt chẽ. Cái chủ trương mà xóa cái 205 cái chung cư cũ đã được xây dựng từ những năm 1960, 1970, có một số cái thì vào cái khoảng năm 75 đến năm 80, nhưng mà xuống cấp rất nguy hiểm. Thế mà qua khảo sát, ngay từ năm 2016 đã đưa vào nghị quyết của thành ủy
là xóa cái chung cư này đi để xây dựng chung cư mới. Mà nguồn lực để xây dựng cái này thì bắt buộc phải là ngân sách. Thế và mỗi một trận bão thì chung cư Đồng Quốc Bình và một số các cái chung cư khác là phải di chuyển bà con đi chỗ khác, rất nguy hiểm như thế. Thế khi cái chủ trương này được thông qua từ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố rất là tốt. Và trên thực tế chúng ta là địa phương đi đầu. Các địa phương khác chưa có địa phương nào dám đập chung cư đi mà làm bằng cái nguồn lực này. Thì hình thức là BT. Thế thì cái quá trình BT mình nói là như thế thôi, nhưng mà thủ tục thì rất là rích rắc, phải qua pháp luật mà phải qua tất cả các cái quy trình mới có thể giao được. Tôi tin là nhân dân thành phố và các cụ các bác cũng đã nắm hết được rồi, nhưng mà tôi nói thêm cho nó chút. Thì tới nay chúng ta làm hai cái chung cư này, coi như vậy được 1.500 hộ, khoảng 1.600 tỷ đồng. Thế thì chúng ta có phương án để giao đất cho họ, như các cái phương án giao đất đều phải trình lên thủ tướng. Thế và tới nay thì mới giao được có 5 hecta đất ở nhà máy đóng tàu sông Cấm. Cái nhà máy đóng tàu sông Cấm tại sao lại giao được ngay, là vì cái anh Hoàng Huy này là ông cổ phần hóa ở trong đó, đã trở thành cái tài sản của ông rồi, thì còn đất là của thành phố, mình mới giao được thôi. Thế còn các cái công trình khác mà chưa thực hiện, không phải của doanh nghiệp mà thuộc tài sản công thì đều phải báo cáo chính phủ. Thì tới nay báo cáo các ông chí là mới giao được có 194 tỷ ở cái chỗ 5 hecta đất đóng tàu sông Cấm, và đang trình các cái thủ tục lên để cho các bộ các ngành báo cáo thủ tướng chỗ này có cho phép không, chỗ kia có tính toán thế nào. Trên cơ sở đó rồi về mới thành lập hội đồng giá, rồi bắt đầu thành phố mới họp rồi mới quyết. Thì nhà đầu tư thì đang rất là thiệt thòi do những cái chính sách BT của chúng ta. Cái chính sách BT thì rất khó khăn vì cái mới, để mà có đủ thủ tục giao được đất cũng đã là khó rồi, rồi để tính toán tiền đất đấy cũng phải công khai rồi. Thế nhưng mà có cái điều rất mừng, cái sự việc nó đúng mà chúng ta làm vì nhân dân và không có cái chuyện đó, thì cũng báo cáo thêm để các bác cũng chắc chắn là các bác cũng đã nghiên cứu rồi. Nhưng mà tôi là người đứng đầu thành phố nói ra cái chính tắc là như thế. Đấy, hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo tình hình. Điểm thứ hai là các cụ các bác cũng quan tâm liên quan đến cái báo Hải Phòng, thì báo Nhân dân vừa qua có đăng cái kết luận của đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì cũng báo cáo với các cụ các bác là một nhiệm kỳ thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương bao giờ cũng có một cái việc giám sát hoặc kiểm tra dấu hiệu, rà soát các địa phương. Thế thì Hải Phòng ấy, năm 2020 này đấy, là Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố. Thì sau cái giám sát ấy, thì thường là cũng có kết luận, có những cái vi phạm lớn chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Cái vi phạm lớn nữa đấy, thì chuyển sang các cái cơ quan theo quy định của pháp luật. Thế thì đối với Hải Phòng là trong tổng số có mười mấy địa phương ấy, thì Hải Phòng là một trong hai địa phương là giám sát Ban Cán sự Đảng, còn các địa phương khác là giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy. Thế là rất là mừng. Hôm nay cũng thông tin để các bác, các đồng chí thấy sau cái đợt giám sát thì có thể nói là không có những cái dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Đến nay có thể nói là Trung ương cũng đánh giá rất cao Hải Phòng, đánh giá cao lắm về cái quá trình đổi mới, về phát triển kinh tế xã hội, về phương pháp lãnh đạo chỉ đạo. Thế và cái giám sát này đấy thì chỉ nêu lên một số các cái tồn tại hạn chế, thì cái đấy là đương nhiên trong một cái thành phố lớn đứng thứ ba toàn quốc như thế này, giám sát một Ban Cán sự Đảng thì không thể nói là không có tồn tại hạn chế được. Nhưng cơ bản là đoàn giám sát cũng đã thông báo kết quả với thường trực và thường vụ thì không thông báo kết quả với lại thường trực rồi Ban Cán sự Đảng, thì các ông chí đánh giá rất là cao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, công chí điều hành trong 5 năm qua với kinh tế xã hội như thế. Để trên cơ sở các cái hạn chế đó thì rà soát có các cái biện pháp
Đấy thì cũng thông tin như thế và báo cáo với các cụ các bác như thế. Thế là một cái mà chúng ta cực kỳ là phấn khởi đấy. Trong cái bối cảnh bây giờ phải nói là qua giám sát thì thấy được cái hệ thống lãnh đạo chỉ đạo về công việc hàng ngày cũng như là hàng năm liên quan tất cả lĩnh vực chúng ta khá là tốt. Thì cũng thông tin và báo cáo thêm với các bác để các bác cũng có cái yên tâm là đấy là một cái kết quả rất là mừng. Nếu mà thực hiện sau 5 năm để làm cho thành phố chuyển động thì cũng có cái sự phát triển, có nhiều cái đổi mới, có nhiều cái quyết liệt như thế. Rất là trân trọng và cảm ơn các bác đã dành cái thời gian hôm nay và những ý kiến của các bác là sát vào những vấn đề mà lãnh đạo thành phố, rồi thường vụ hội đồng ủy ban đang rất là trăn trở quan tâm. Và xin trân trọng tiếp thu toàn bộ những ý kiến phát biểu đóng góp của các bác, các đồng chí. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố thì xin chân thành cảm ơn và chúc toàn thể các bác, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục quan tâm tới sự phát triển của thành phố. Xin cảm ơn các bác, các đồng chí. Chiều nay, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri là đại diện hội viên câu lạc bộ Bạch Đằng lấy ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ đồng tình nhất trí cao với nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 với nhiều đề án thiết thực, ý nghĩa, định hướng phát triển thành phố theo đúng tinh thần nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, đồng thời vui mừng phấn khởi trước kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt. Tham gia ý kiến vào một số nội dung dự kiến được xem xét thông qua tại kỳ họp lần này, các cử tri cho ý kiến về quyết định nhiệm vụ giải pháp chống ùn tắc giao thông, thành phố cần khảo sát kỹ các điểm nóng về ùn tắc, đưa ra phương án giải quyết triệt để, hợp lý, bổ sung thêm các khu vực bãi đỗ xe, đầu tư phát triển hệ thống giao thông công cộng, về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Các cử tri mong muốn thành phố xem xét phân bổ không gian phát triển thương mại cảng biển, xuất nhập khẩu, quy hoạch không gian đô thị đồng bộ, tăng cường xây dựng hệ thống giao thông trên cao và dưới lòng đất. Bên cạnh đó, các cử tri cũng kiến nghị thành phố quan tâm triển khai các giải pháp xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, nguồn nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, khắc phục tình trạng mất an ninh trật tự tại một số khu vực. Trân trọng cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bùi Đức Quang đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Đồng thời mong muốn các cử tri câu lạc bộ Bạch Đằng sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi, kịp thời thông tin phản ánh đến thành phố những vấn đề được cử tri và người dân quan tâm, tiếp tục đồng hành đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác cán bộ trường Đại học Hải Phòng. Ban Thường vụ Thành ủy miễn nhiệm đồng chí Dương Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Hải Phòng và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố điều động đồng chí Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng sang nhận nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy có quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Kính, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Tô Hiệu đến công tác tại trường Đại học Hải Phòng, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy trường Đại học Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố công bố quyết định giao ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, phụ trách Trường Đại học Hải Phòng cho đến khi kiện toàn xong chức danh hiệu trưởng. Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định, đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, tập thể Trường Đại học Hải Phòng cần tập trung nâng cao kỷ luật kỷ cương, đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, phát huy tinh thần và trí tuệ, tiếp tục xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành một đơn vị giáo dục ở trong top đầu các cơ sở giáo dục bậc đại học khu vực Duyên Hải Bắc Bộ, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, theo đúng mục tiêu tổng quát trong Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thưa quý vị,
Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội điểm khối quận của thành phố để các địa phương học tập rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Một trong những mục tiêu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn quận quyết tâm hoàn thành thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là phát huy tối đa lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh hiện đại, trung tâm kinh tế của thành phố vào năm 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh hiện đại, trung tâm kinh tế của thành phố vào năm 2025. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020. Đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có 245 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 12.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Là một trong số 245 đại biểu chính thức được tham dự đại hội đại biểu đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Với cá nhân tôi, khi tới với đại hội thì tôi cũng rất là kỳ vọng là đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đề ra được những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để tiếp tục đưa quận Lê Chân hướng tới xây dựng quận Lê Chân hướng tới một đô thị văn minh hiện đại. Thì tôi rất vinh dự là được đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi thấy cái công tác chuẩn bị cho đại hội của Đảng bộ quận Lê Chân là rất chu đáo và rất đẹp. Thế qua nghiên cứu cái văn kiện của đại hội thì tôi thấy quận Lê Chân có rất nhiều những thành tích đáng kể và được thành phố đã ghi nhận. Tôi cũng rất kỳ vọng vào cái đại hội lần này. Thì quận ủy và ủy ban nhân dân và cái nhiệm kỳ của ban chấp hành khóa mới này sẽ quyết tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa về các cái công trình mà chúng ta đang thực hiện dang dở này. Và tiếp theo là chỉ đạo để chúng ta tiếp tục là có thêm những cái công trình phục vụ cho cái công tác an sinh xã hội đáp ứng với mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân quận Lê Chân. Đảng bộ quận Lê Chân bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng xác định rõ không ít khó khăn, thách thức. Song với sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ quận Lê Chân quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu phát huy tối đa lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để quận phát triển nhanh, bền vững, xây dựng quận trở thành đô thị văn minh hiện đại, trung tâm kinh tế của thành phố vào năm 2025 với những định hướng đột phá, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng mai, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Lê Chân sẽ diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó vào sáng nay, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu quận Lê Chân lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại đền liệt sĩ quận. Với truyền thống của đơn vị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Lê Chân quyết tâm phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, cùng thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa 12 đã đề ra. Đảng bộ công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 có chức năng nhiệm vụ lãnh đạo 13 đơn vị trực thuộc là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Cao Bằng và Hà Giang thực hiện nhiệm vụ sản xuất phát triển kinh doanh. Phát huy những thành tích đã đạt được, sáng nay, Đảng bộ công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 5 có 6 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy công ty luôn đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra với nhiều giải pháp linh hoạt, mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Doanh thu viễn thông giai đoạn 2015-2019 đạt hơn 8.200 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 280 tỷ đồng, phát triển hơn 6,7 triệu thuê bao mới. Sản phẩm viễn thông được nghiên cứu xây dựng phù hợp với thị trường, với nhiều kênh phân phối đa dạng, tăng cường các chương trình tiếp thị truyền thông, chăm sóc khách hàng, thu hút thuê bao chuyển mạng giữ số, đẩy mạnh hợp tác liên kết, chú trọng chuyển dịch kinh doanh giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin. Ngoài ra, Đảng ủy công ty còn coi trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đổi mới công tác phát triển cán bộ lãnh đạo, đề cao sức trẻ, tinh thần sung phong, tạo khí thế sản xuất kinh doanh sôi nổi, tham gia hơn 100 hoạt động xã hội tình nguyện, ủng hộ phong trào từ thiện trị giá hơn 4 tỷ đồng. Đại hội Đảng bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 5 đặt mục tiêu tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy truyền thống chuyên nghiệp, nhiệt huyết, hiệu quả, khai thác tối đa mọi nguồn lực, xây dựng công ty phát triển nhanh và bền vững, trở thành doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu khu vực. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Vụ thứ hai chuyển đổi sang hình thức tự tổ chức sản xuất. Mô hình trồng đậu tương rau xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hiền Lê đã cho thu hoạch với năng suất cao gấp đôi so với vụ trước, mang lại lợi ích kép cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp thành phố. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hiền Lê đưa cây đậu tương rau về trồng tại xã Tân Tiến, huyện An Dương và một số xã của huyện Vĩnh Bảo từ năm 2017. Sau 3 năm xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu, công ty đã chuyển đổi từ hình thức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm sang hình thức thuê lại ruộng của nông dân và đầu tư máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp, tự chủ tổ chức sản xuất. Năng suất đạt được cao gấp đôi so với trước, từ 4 đến 5 tấn một hectare ban đầu thì nay đã đạt từ 8 đến 9 tấn một hectare. Công tác thu hoạch được bảo đảm theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu chất lượng thành phẩm xuất khẩu. Cùng với đó, việc đầu tư máy móc, thiết bị kỹ thuật đưa vào sản xuất đã giúp công ty giải bài toán kinh tế giá thành sản phẩm và nhân công lao động. Cái tiến độ thu hoạch 22 đến 25 tấn trong một ngày để phục vụ cho đủ để cho dây chuyền trên nhà máy sản xuất, chứ không thu hoạch quá thì nó không để được đến ngày hôm sau. Chúng tôi tự tổ chức sản xuất thì nó mang lại hiệu quả rất cao. Cái thứ nhất là cái mùa vụ tôi đã đảm bảo được chủ động. Máy móc tôi đầu tư ra thì là tiết kiệm dân công rất nhiều. Hiện tại là như trước mà nếu mà cánh đồng này thì nó rơi vào khoảng 500 dân công. Nhưng hiện tại máy móc tôi vào thì hiện tại tôi chỉ khoảng 180 với dân công của địa phương. Kênh mương nội đồng được công ty chú trọng cải tạo, bảo đảm tưới tiêu cho cây trồng, đồng thời nâng cấp đường giao thông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn đổi mới ở các địa phương. Bên cạnh việc đầu tư, nâng cao điều kiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật sản xuất cũng được công ty đặc biệt chú trọng. Năm nay là hơn hẳn so với những vụ trước chúng tôi trồng, thì cả về năng suất lẫn chất lượng sản phẩm, năng suất cũng tăng được từ 20 đến 30% và chất lượng cũng tăng lên từ 10 đến 20%. Mật độ và cái chiều cao cây là năm nay cũng hơn hẳn, số quả trên cây cũng như là chiều dài chiều rộng của quả, về kích thước quả ấy, nó cũng to và nó mẩy hơn và hình thức quả nó cũng sáng quả hơn. Chuyên gia bên Nhật mùa dịch các bác không sang trực tiếp thì chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc qua trao đổi qua mail rồi họp trực tuyến. Các bác tư vấn thêm về kỹ thuật. Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu khó tính như Nhật Bản và Anh Quốc. Năm nay, công ty tiếp tục mở rộng cung ứng sản phẩm sang hai thị trường là Đức và Bỉ, mở ra hướng phát triển mô hình trong thời gian tới. Nếu mà làm đủ để đáp ứng được các thị trường như thế thì nó phải phát triển thấp nhất từ 700 đến 1.000 hectare để trồng cùng cho đầu tư. Định hướng của công ty là muốn là có một cái nhà máy phục vụ ngay tại chỗ để đỡ, một cái thứ nhất là đỡ về chi phí vận chuyển, cái thứ hai là đi lại. Hành trình hơn 3 năm thử nghiệm đưa mô hình rau đậu tương vào sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hiền Lê tại Hải Phòng đã thành công. Hiện trên toàn huyện Vĩnh Bảo có 3 xã kết nối với công ty Hiền Lê là Thanh Lương, An Hòa và Đồng Minh với tổng diện tích 160 ha. Trong đó 138 hectare trồng rau đậu tương và 22 hectare trồng khoai sọ. Dự kiến, chỉ riêng diện tích trồng đậu tương rau sẽ được mở rộng lên thành hơn 250 hectare ngay trong vụ tới. Công ty có hướng đầu tư xây dựng nhà máy ngay tại vùng nguyên liệu để bảo đảm chất lượng sản phẩm đầu vào, tạo công việc cho người dân địa phương, đồng thời thực hiện dự án nâng công suất của công ty lên thành 7 tấn sản phẩm trên một giờ.
Những thông tin về dự báo thời tiết ngay sau đây sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Phía Bắc thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Phía Nam thành phố, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng, gió nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5.